Cái pháp môn niệm Phật tưởng chừng như dễ mà cũng không phải là dễ, tưởng chừng như khó mà cũng không phải là khó. Lắng nghe chỗ này. Tưởng chừng như dễ, niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cuối đời Đức Phật tiếp dẫn mình vãng sanh, phải không? Không phải vậy đâu. Cái người niệm Phật là phải hiếu dưỡng cha mẹ, đó là tịnh nghiệp phải làm cho bằng được. Tôn kính sư trưởng, gặp chư tăng mà dẫu vị đó là tà tăng, là gian tăng, là giặc tăng, là người đó là xấu ác, cung kính nhưng không tán thán, không gần gũi, kính như viễn chi, tâm đó cung kính phải có. Chồng mình về đối xử tạc bạc, bạc đãi với mình, tệ bạc với mình, người đó đối xử tệ bạc, vẫn giữ lòng cung kính, không căm ghét, phải nuôi lòng từ như vậy đó. Rồi niệm Phật mới cảm được với Phật, chứ mình giữ như bà chằn vậy mà Phật là mà rước bà. Miệng thì niệm Phật mà tâm thì gì? Quá xấu ác, thì tâm nó ngăn cách với Phật rồi, đúng không? Chứ không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Niệm Phật thì niệm Phật mà tâm phàm, phàm quá đổi phàm luôn. Họ đụng vô một cái gì là thôi như là tâm bành lục tặc nổi lên, nói người ta không ra gì hết trơn. Mà khi mình làm cho người khác buồn, mình làm cho người khác kinh động, mình làm cho người khác bất an, tổn phước, tổn đức, đúng không? Người niệm Phật họ phải hiền lành, họ phải nhu mì, họ phải công ngôn dung hạnh, họ phải thương người, cứu vật, họ phải có một tấm lòng thánh thiện, thì tâm đó mới cảm với Phật. Một câu Phật hiệu đó là cảm được với Phật, đúng không? Mà nói như vậy không phải là những người mà xấu ác không được niệm Phật. Một mặt là họ sửa cái xấu ác đó, một mặt họ niệm Phật nữa thì rất dễ cảm với Phật. Còn nếu một mặt họ niệm Phật công phu rất tinh tấn mà tâm xấu ác đó vẫn còn, họ không có muốn đột phá cái tập khí này, thì người này vĩnh viễn không vãng sanh đâu. Khó cũng thiệt là khó, đúng không? Đúng không? Không phải dễ đâu. Nhưng mà dễ cũng thiệt là dễ, đó là mình biết cách để mình dụng công, biết cách để dụng công. Cái tâm tham sân si không phải là mình, cái tâm mà làm cho người khác khổ đau đó là phiền não, không phải là mình. Mà mình đây là người ngoan ngoãn, là hiền lành, là cung kính tam bảo, là thích làm phước thiện, đó con người mình đó. Rồi thích niệm Phật, mua tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc, không có chọc ghẹo ai, ai chọc ghẹo mình cũng không quan tâm tới. Họ chửi rủa, họ nhục mạ mình đó, họ đánh giết mình đi nữa, mình vẫn gì? Hoan hỷ vui vẻ. Mà muốn được như vậy thì người này phải có công phu, công phu phải đắc lực, tâm họ an lạc, cho nên thành ra cái chuyện xấu ác bên ngoài đến không là gì với họ, bởi vì họ quá an vui rồi, họ quá an lạc rồi, cho nên thành ra họ không có chấp trước, mà tiền của họ vẫn xem nhẹ, bởi vì không có cái tiền của vật chất gì so với cái an lạc bằng, so với cái an lạc họ niệm Phật bằng. Hiểu chỗ nào? Cái tâm họ quá an lạc rồi cho nên họ không cần. Mà tâm người khổ đau bất an, họ cần ba cái chuyện tiền bạc, danh lợi, dục tình, họ đắm chìm trong đó, mà trước sau gì họ cũng ra xa lìa nó, mà trước sau gì nó cũng phải xa lìa mình, cho nên khi mà xa lìa là khổ đau. Để ý đi, hai vợ chồng đó, trời ơi, bà vợ thì bà đắm chìm trong tiền bạc, thương con thương cháu, ông chồng thì còn biết tu chút đỉnh, cuối cùng nhà bị cháy, tiền bạc nhà cửa mất, bà ngồi bà không biết gì nữa hết, bà khùng khùng điên điên, nhớ toàn bộ tiền bạc bây giờ mất rồi, tiền bạc bây giờ mất rồi, tiền bạc bây giờ mất rồi, của cải mất rồi, ngồi để cái tâm vô đó điên luôn, điên luôn. Rồi ông chồng ông viết thư ông gửi cho Ấn Tổ nói ông còn căn lành bình thời, ông còn biết tu cho nên ông xem nhẹ, cho nên ông chưa điên. Ông mà giống bà vợ ông là hai vợ chồng điên luôn rồi. Bây giờ ông chỉ có niệm Phật, ông hồi hướng cho bà bớt điên đi. Ghê chưa? Ghê chưa? Càng gom chất chứa chừng nào mà nó là vốn vô thường dĩ, vốn dĩ vô thường nó phải mất. Mà khi nó mất mà con người càng đắm đuối về tình thì chết về tình, đang đắm đuối về tài thì chết về tài, càng đắm đuối về danh thì chết về danh, càng đắm đuối về sắc thì chết về sắc, về ăn ngủ, ngũ dục đó càng đắm đuối với chừng nào, trước sau gì nó cũng mất, không có chạy đâu hết trơn. Mất không? Mình chết là mất chứ nữa không? Coi chừng nó mất trước khi mình chết. Mạng mình không còn nữa là nó ra đi. Trong mạng mình hết là tiền bạc nó theo ra đi. Lúc đó mới đau khổ giống như cái bà nó mới điên luôn. Bây giờ điên nhiều lắm.